Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Khi mà các bạn xem những bài test ở trên mạng, như cái mẫu laptop hay một bộ PC nào đó, hoặc bất kỳ một thành phần linh kiện nào, cụ thể là các bạn xem so sánh những cái mẫu VGA với nhau, thì sẽ thấy được đó chính là những cái bảng thông số ở trên góc phải hoặc là góc trái của màn hình. Và những cái bảng thông số đấy sẽ hiển thị những cái thông số của CPU, GPU, RAM hay FPS. Những cái bảng thông số như vậy đôi khi có những bạn sẽ không thể nào biết được làm thế nào để cho nó hiển thị và dùng phần mềm nào để cài đặt cái hiển thị đó. Thì ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái phần mềm để giúp các bạn hiển thị được những cái thông số liên quan đến những cái thành phần linh kiện trong máy hoạt động ra sao ở trên màn hình game. Thì bước đầu tiên các bạn sẽ cần phải có một mẫu laptop. Nếu như các bạn đang quan tâm tới tất cả những sản phẩm laptop thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Thì trước tiên các bạn sẽ truy cập vào bất kỳ một trình duyệt nào hay là một cái nền tảng tìm kiếm nào mà các bạn quan tâm. Thì ở đây mình Google và mình sẽ tìm kiếm cái cụm từ đó chính là MSI Afterburner, và sau khi hiển thị ra thì mình sẽ click luôn vào cái đường link đầu tiên, đó chính là đường link của msi.com, tức là trang chủ của MSI. Thì sau khi click vào đây thì sẽ ra một cái giao diện, và ngay chính giữa giao diện các bạn sẽ thấy cái nút đó chính là download Afterburner, và các bạn click vào và download. Thì qua quá trình download sẽ nhanh tùy thuộc vào mạng các bạn, thì các bạn sẽ tiến hành giải nén cái file ra hoặc có thể double click vào và gọi là double click vào file MSI Afterburner ấy, thì sẽ ra một cái bảng giao diện để các bạn cài đặt. Thì các bạn cứ bấm OK thôi, thì cứ có những bước nào các bạn next hết và đồng ý những các bước. Và cái điều quan trọng ấy, khi các bạn nhìn vào đây, đó chính là cái cụm từ tích, đó chính là Rival Turner Security Server gì đó, thì đây chính là cái để giúp các bạn hiển thị được. Các bạn đừng bỏ tích cái thành phần này nha, cứ để nguyên như vậy và bấm next. Thì còn cái phần cài đặt liên quan đến cái ổ lưu trữ thì ở đây thì mình cứ cài luôn vào ổ C cho nhanh, còn các bạn cài ổ nào thì bạn có thể thiết lập sau. Khi mà tiến hành cài đặt đó chính là MSI Afterburner xong thì sẽ hiện ra cái bảng giao diện của Rival Turner. Thì ở đây các bạn cũng sẽ làm y hệt những cái bước như vậy và các bạn cứ next hết và install. Thì cái trong quá trình install vào thì nếu như mà cái phần mềm này phát hiện ra mà máy các bạn thiếu những cái driver liên quan đến DirectX thì máy thì cái phần mềm này sẽ tự động tải về cho các bạn. Các bạn không cần phải quan tâm đâu. Còn nếu như các bạn đã có rồi, tức là trong máy các bạn đã có sẵn, thì cái hệ thống này sẽ load rất nhanh thôi. Và quá trình cài đặt theo như mình test rất nhiều các mẫu laptop rồi, hàng trăm những mẫu laptop và PC, thì quá trình tải nếu như các bạn máy tốt thì sẽ mất khoảng chừng 1 đến 2 phút là đã hoàn thành xong cái vấn đề tải này rồi. Thì sau khi tải đi thì các bạn nên reset máy, thì để cái MSI Afterburner này sẽ có thể hoạt động dưới quyền của admin. Khi mà cài đặt đã tự động cài đặt dưới quyền admin rồi, thế nên khi mà các bạn cài đặt xong reset lại máy thì phần mềm sẽ hoạt động hiệu quả nhất. Và sau khi các bạn đã khởi động lại máy xong rồi thì máy sẽ hiện ra cái bảng giao diện y như hình đây. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái nút có hình răng cưa, cái hình này là mô tả của cái hình setting ấy. Thì khi mà mục setting này các bạn đi lướt xuống cuối là cái phần gọi là user info gì đó, tiếng Anh của mình không tốt lắm. Ở đây thì có rất nhiều các giao diện để các bạn lựa chọn sao cho nó phù hợp nhất đối với cái cá nhân các bạn. Mình cá nhân mình thấy nhá, là cái bảng chọn là MSI Sidebox sẽ cho các bạn cái trải nghiệm sử dụng là dễ nhất. Đây cái đây khoảng 2 năm thì MSI có dùng default là cái này, nhưng bây giờ đã đổi sang giao diện mới trông hiện đại hơn rồi, nhưng mình vẫn thích cái Sidebox hơn. Vậy thì chúng ta hãy tập trung chính vào cái vấn đề, đó chính là làm sao để có thể hiển thị được cái thông số lên. Trước tiên thì các bạn sẽ bấm vào phần monitor, ở đây là cái phần gọi monitor on link. Thì ở đây khi mà click vào sẽ hiện ra rất nhiều những cái thông số, và đây là những cái thông số mà máy các bạn mà phần mềm này có thể dựa vào máy các bạn và đo lại được và có thể hiển thị được. Và cách để hiển thị, các bạn sẽ click ngay vào cái phân tích, đó chính là show on screen display. Đây chính là cái để giúp các bạn hiển thị. Nếu như các bạn không cài cái Rival kia thì sẽ không có cái dòng show on screen display này. Nếu các bạn nào không tin thì cứ thử đi. Và sau khi click vào này rồi thì gần như là các bạn đã hoàn thành tất cả các bước rồi, và trong game sẽ hiển thị luôn. Tuy nhiên thì như các bạn đã thấy ở đây thì là cái tên của sản phẩm, cái tên hiển thị chỉ là GPU1 temperature thôi. Thế nhưng khi mà các bạn xem mình test ấy thì mình có thể hiển thị được chính xác tên của sản phẩm. Vậy thì làm cách nào để có thể đổi tên được? Thì các bạn xuống vào cái phần Graph Limit. Ở đây thì có hai dòng, đó là Over Graph Name và Over Group Name. Nếu như các bạn muốn đổi tên sản phẩm thì bạn có thể click vào phần Over Group Name. Còn muốn Graph Name thì đây là cái biểu đồ về dữ liệu thôi. Thì đấy là tùy các bạn muốn đổi như nào thì bạn click vào như vậy. Thì sau khi các bạn đã chọn những cái thông số mà các bạn mong muốn rồi thì các bạn có thể bấm OK hoặc là Apply, và các bạn có thể vào game và tận hưởng luôn. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn, đó chính là nếu như các bạn chỉ cài đặt những cái bước như vậy thôi, vào game cái bảng thông số của anh em sẽ cực kỳ nhỏ ở trên góc trái màn hình. Vậy thì làm thế nào để cho hiển thị to?
tiếp theo các bạn sẽ click vào cái phần mềm, đó chính là phần mềm Rival Turner này. Và sau khi vào đây sẽ có cái bảng giao diện thì mình sẽ hướng dẫn rất nhanh để anh em có thể thực hiện được. Đó chính là anh em sẽ click vào cái phần on-screen display fill, thì cái này sẽ giúp cho cái tấm filter sẽ hiển thị ở đằng sau cái phần thông số hiện ra, thì để anh em có thể theo dõi những cái thông số được một cách tốt hơn. Và cái phần on-screen display zoom, tức là các bạn có thể kéo to ra và nhỏ vào tùy theo ý thích. Và đến cái phần đó chính là phần vector, cái phần nói chung là hiển thị về phần phông chữ, thì ở đây thì đã có sẵn, đó chính là vector 3D hoặc là raster 3D. Còn đối với những bạn nào muốn thay đổi phông chữ thì các bạn sẽ chọn sang cái phần raster 3D ở ngoài cùng, sẽ khi bạn click vào sẽ có thêm một cái dấu đi xuống nữa, thì các bạn click vào đấy và qua đó thì các bạn có thể thay đổi những cái như là phông chữ này, cái phông style này hoặc là size của sản phẩm sao phù hợp nhất. Và cuối cùng các bạn sẽ bấm ok hết. Và một điều quan trọng ấy là sau khi các bạn thiết lập toàn bộ những cái như mình đã hướng dẫn, các bạn không được tắt cái tắt cái giao diện đi. Các bạn hãy cho ẩn cái giao diện xuống, yên tâm đi, ở trên taskbar sẽ không hiện đâu. Các bạn hãy ẩn xuống thì phần mềm mới có thể hoạt động được. Và đây chính là thành phẩm của chúng ta. Và các bạn muốn mình làm thêm hướng dẫn về những phần mềm nào nữa thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận để cho mình được biết. Hẹn gặp lại các anh em ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.